Tối ngày 26 tháng 5, câu lạc bộ Công an Hà Nội nhận thất bại 1-2 trước Thể Công Vietten ở vòng 21 Network V-League mùa giải 2023-2024. Đây là trận đấu mà tân huấn luyện viên trưởng Manop Polking ngồi dự trên khán đài, trong khi huấn luyện viên tạm quyền Trần Tiến Đại vẫn chỉ đạo đội bóng. Sau trận, Quang Hải và đồng đội không quên tiến ra khu vực khán đài để cảm ơn người hâm mộ. Dẫu vậy, trên khuôn mặt của các cầu thủ không giấu nổi sự thất vọng sau trận thua đội bóng cùng thành phố. Với kết quả này, Công an Hà Nội đã thua trận thứ 3 liên tiếp. Giờ đây, họ kém đội đầu bảng Nam Định đến 11 điểm và coi như hết hy vọng bảo vệ ngôi vương. Thậm chí, với việc Hải Phòng đánh bại Hà Tĩnh 3-2 ở trận đấu cùng giờ, Công an Hà Nội đã bị đội bóng đất cảng đẩy xuống vị trí thứ 6. Xếp ngay sau họ chính là Thể Công Vietten với chỉ một điểm ít hơn. Hôm nay, ngày 27 tháng 5, huấn luyện viên Manop Polking sẽ chính thức bắt tay vào việc dẫn dắt đội bóng